Trời ơi, tôi si mê cái kiểu thời tiết này quá đi mất. Sáng ngủ dậy là trời vẫn thấy nắng, mở cửa ra là thấy gió mát lùa vào, cảm giác nó có dễ chịu gì đâu ấy. Cái mùa này sáng ra là hai mẹ con cũng phải mặc áo gió ra ngoài đường rồi. Mà hình như tôi bị bà Hướng nhà tôi thao túng tâm lý hay sao ấy. Thế nào mà giờ tôi cũng mặc đồ Jody luôn rồi ý các bác ạ. Mua cho cả thằng Phích để hai mẹ con mặc áo đôi luôn. Đấy, các bác nhìn ra ngoài đường đi. Thời tiết này làm con người ta yêu đời hẳn ra hay sao. Đưa thằng Phích đi học xong thì hôm nay tôi sẽ quyết định ăn sáng ở nhà. Tự dưng nghĩ đến cái bát mì tôm ấy, thèm ơi là thèm. Con người ta buồn cười thật đấy. Nhiều khi cứ đi chán chê mê mải, nhìn lại những thứ đơn giản và bình thường ở bên cạnh mình thì lại là những thứ phù hợp nhất. Mà mùa này cũng dễ ốm lắm, mọi người nhớ bổ sung vitamin thường xuyên nhá. Dạo này thì tôi có thêm công việc ở bên 252, cửa hàng thì vẫn đang trong quá trình cải tạo lại một chút. Trộm vía là cái thằng Hiếu này nó cũng giống anh Thắng lắm, điện nước sắt thép cái gì nó cũng làm được. Mà cái áo gió 3C Plus của Jody tôi đang mặc ấy, mặc thích phết đấy các bác ạ. Vừa cản gió cản bụi, lại chống ấm nước vào bên trong nữa. Trời se se lạnh thì tôi mặc để giữ ấm, còn trời nắng thì tôi mặc để chống nắng luôn. Nay bên quán nhiều việc nên là dọn dẹp mệt quá, mà may chiều về không phải nấu cơm vì tự dưng nhà lại có cô Tấm. Chiều nay cô Tấm đưa con về sớm rồi làm phở cuốn cho tôi ăn đây này. Đấy mọi người thấy không, dù cho cuộc đời nó có phải chúng mình như thế nào đi chăng nữa thì kiểu gì cũng sẽ vẫn có những người bạn yêu thương và bảo vệ mình bằng cách này hoặc cách khác. Việc mà chúng ta cần làm chỉ đơn giản là phải sống tử tế thôi. Mời cả nhà ăn phở cuốn của đầu bếp Lan coi nha.